A Di Đà Phật, xin chào toàn thể đại chúng nha. Kính thưa đại chúng, là sáng hôm nay đại chúng ngủ dậy, ý niệm đầu tiên đại chúng có nhớ niệm Phật không? Đại chúng nhớ niệm Phật, nhưng đại chúng có tâm nguyện cầu vãng sanh không? Thưa đại chúng, là lại đúng 11 giờ trưa, những đại tiếp tục học tập, chia sẻ những lời dạy, những kinh nghiệm của chư tổ sư về pháp môn niệm Phật để chúng ta ngày ngày nuôi dưỡng, gây dựng tín nguyện hàng ngày. Thưa đại chúng, là trước khi chia sẻ, nhưng đại vẫn nói cái sự mà để ngày ngày lịch trình nó không gián đoạn, để ngày ngày mà chịu nói và quý vị chịu nghe, đây là người nói cũng có phước mà người nghe cũng có phước. Tại vì sự tu hành á, pháp môn tịnh độ á, nó cái khó khăn lớn nhất là chúng ta khó bền bỉ được quý vị. Những đại gặp quá nhiều người rồi, gặp quá nhiều trường hợp, và ngay cả bản thân những đại này, nếu mà ngày ngày không được nuôi dưỡng, không được nung đúc bằng lời Phật lời tổ, nó cũng rất là dễ bị lay động tâm tánh. Cái tính cái nguyện này quý vị nói là nó không đơn giản quý vị có thể tin được đâu. Đối với những người đã dung trồng, dung bồi trong quá khứ đó, nói họ nghe, họ tin và họ niệm liền đó, thì mình khỏi nói rồi. Vì gọi là chủng tử họ quá sâu dày rồi, thiện căn họ quá lớn rồi. Có thể là 99% bây giờ còn tí xíu nữa là trong cái đời này họ gần gũi cái pháp môn này, tu cái là giải thoát liền. Còn riêng đối với những người như chúng ta, ân sư Tịnh Không thường nói, tại sao cả đời ngài phải gầy dựng, phải nuôi trồng, phải gọi là ngày ngày nói về, ngài nói là chỉ cần nghe tin niệm là được rồi. Nhưng mà ngài nói phàm phu của chúng ta bây giờ theo cái bản tính là 50-50, lúc tin lúc ngờ, lúc tinh tấn lắm, rồi lúc giải đãi, lúc gọi là siêng năng lắm, nhưng mà lúc nó trì trệ cái đường tu lắm. Nên bởi vậy ngài nói cái mà để bồi dưỡng thiện căn, cái mà để dung bồi tốt nhất là không gì hơn cái việc là ngày ngày được nung đúc, được nghe, được gọi là động viên sách tấn. Chỗ này rất quan trọng. Như Ấn Quang Đại Sư nói, ngài ngay cả bản thân ngài nói trong cái đạo tràng mà chuyên nhất niệm Phật thì ít nhiều gì ngài không khuyến hóa cái vấn đề mà giảng kinh. Giảng kinh thì nó bao hàm, nó rộng quá, đôi lúc làm cho người chuyên tu niệm Phật nó bị phân tán, phân tâm. Nhưng mà ngài nói ít nhiều gì phải có giảng khai thị, nghĩa là để 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, nó như là một ngọn lửa truyền trao cho hội chúng đạo tràng niệm Phật, để cho họ thúc giục được cái lửa tín nguyện trong tâm họ, thì họ gọi là hứng thú, hưng khởi trên cái con đường niệm Phật này. Nên bởi vậy, tổng hợp qua những lời chia sẻ nhưng lại vừa nói, tại sao mà để những đại ngày ngày học tập, không phải riêng là cho quý vị mà cho bản thân những đại quý vị. Nói chứ trong cái thời cuộc bây giờ mà ngày ngày mình được nghe lời chư Phật chư Tổ, mà nghe chánh văn, rồi được nung đúc trưởng dưỡng từng ngày sự tu hành, cái bồ đề tâm nó cứ bình yên như thế, nó cứ gọi là được dung bồi, dung đắp như thế, thì quý vị phải biết rằng là chúng ta đang ở trong phước đấy. Chúng ta đang ở trong phước, nên mong quý vị đừng có nản lòng, đừng có bỏ cuộc ha. Thưa đại chúng, là hôm nay nhận đại sẽ đọc một công đoạn của Ấn Quang Đại Sư này. Ngài nói, niệm Phật nếu thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, thì chẳng khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng cũng sẽ tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ mà niệm Phật chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Đó là một công đoạn của Ấn Quang Đại Sư. Ngài nói chúng ta niệm Phật quá mà chúng ta nghĩ đến là nếu mà đời này chúng ta không vãng sanh, chúng ta đọa lạc trong tam ác đạo, chúng ta sợ rằng chúng ta chết chúng ta đi về đâu. Quý vị biết à, vừa mới gần đây qua lễ có bà cụ lại mới mất. Rồi bên chùa, trong lúc làm lễ bên chùa Đại Tòng Lâm cũng có người chết, bà cụ mới ra đi, mới mất. Ở đây những đại nói ngày ngày ở trong một cái hội chúng đạo tràng này, thấy người mất đó, nó thường xuyên, nó nhiều quá rồi, đâm ra không khéo chúng ta bị
lạc lẽo, bị thờ ơ với cái chuyện gọi là chết chóc á. Quý vị biết là ở ngoài đời mà nghe tiếng chết nè, nghe thấy cái cổ quan, nhìn thấy cái cổ quan tài, nghe cái tiếng kèn trống là nổi hết da gà. Thì cuộc sống này hầu như cái chết ai cũng sợ cả. Thì ở đây Ngài muốn nói, Ngài muốn khẳng định rằng nếu thường nghĩ mình sắp chết, mà chết rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi về đâu đây, chúng ta đi về cảnh giới nào đây, mà theo kinh Địa Tạng Ngài nói như thế nào: cõi giới chúng sanh Diêm Phù Đề này, những cái ý niệm, những cái lời nói, những cái hành động của chúng ta hầu như là tội tạo ác nghiệp, toàn là tạo cảnh giới địa ngục không. Bởi vậy Ngài nói là chúng sanh địa ngục không, gọi là địa ngục không trống thì Ngài không thành Phật. Ngài có một cái tâm nguyện rộng lớn là độ chúng sanh ở cảnh giới địa ngục. Vì Ngài biết rằng là trong càng về sau, những ý niệm, những hành động, những lời nói của họ toàn là tạo tác cảnh giới địa ngục không. Thì ở đây chúng ta muốn nói rằng một điều, quý vị đọc công đoạn này cũng có nhiều người sẽ bị lầm, bị áp dụng lầm cái chỗ là ngày ngày lúc nào cũng nghĩ chết, 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 rồi cái gì cũng không làm, cái gì cũng không đụng tới, cái gì cũng buông xuống. Chúng ta buông là buông từ cái hình thức bên, gọi là buông từ cái nội tâm, chứ không phải buông từ cái hình thức bên ngoài quý vị. Bây giờ ăn thì chúng ta cũng phải ăn, mà ăn thì phải như thế nào? Phải ra công, ra sức làm. Ở đây Nhuận Đại nói cho dễ hiểu là thay vì quý vị nghĩ rằng mình sắp chết, thay vì quý vị nghĩ rằng mình sắp đọa địa ngục, thì đối với cái người bây giờ á, họ khó nghĩ lắm. Thì ngược lại, bản thân Nhuận Đại thường ngược lại là ai mà gây khó khăn cho Nhuận Đại, ai mà gây cản trở cho Nhuận Đại thì Nhuận Đại cứ dùng cái tâm buông xuống. Nhuận Đại nói ôi, tương lai tôi về cực lạc, những chuyện này tôi không quan tâm, hiểu à, tương lai tôi được giảng sanh rồi, những cái này nó không lợi ích cho tôi. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng là ý niệm cuối cùng rất là quan trọng, đó là gì? Phải dùng tâm nhớ Phật, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là tâm niệm giải quyết sanh tử cho ta. Cái này chúng ta phải bám víu, chúng ta phải gìn giữ, không để nó bị lạc mất, nó không để cho nó bị gọi là nhạt nhẽo. Thì mỗi lần mà Nhuận Đại gặp sự cố, gặp khó khăn, trở ngại gì, Nhuận Đại thường nghĩ trong đầu là tương lai được giảng sanh, thôi chuyện gì qua cho qua. Tương lai được giảng sanh, chuyện gì qua cho qua. Rồi khi rảnh rỗi mà chúng ta thấy chúng ta phung phí thời gian, chúng ta bê trễ, chúng ta giải đãi, thì quý vị lại nghĩ là người dân Tây Phương Cực Lạc không có ai mà như mình, đều là những người siêng năng, những người tinh tấn. Tại giảng sanh trên đó là làm mục đích là gì vậy? Để tu hành nhanh chóng thành Phật, để độ tất cả chúng sanh khổ đau. Vậy mà ngày ngày chúng ta bỏ phung phí thời gian thì chúng ta thấy chúng ta uổng phí quá. Bao nhiêu người bạn đồng hành, đồng tu của chúng ta đã giảng sanh rồi, vậy mà chúng ta vẫn là một kẻ phàm phu trôi lăn trong lục đạo luân hồi sanh tử. Rồi mỗi lần mà chúng ta có thời gian mà chúng ta bê trễ, chúng ta phung phí, chúng ta nghĩ rằng bây giờ mà mày không niệm Phật, bây giờ mày không bồi dưỡng cái công phu niệm Phật của mày, rồi đến lúc lâm chung tận tử nghiệp, mày có niệm Phật được chăng? Mày có đề khởi danh hiệu được chăng? Có nghĩa là những đại thường dùng cái trạng thái là lấy cái tâm mình để răn đe mình, nhắc nhở, động viên nó, cho nó cố gắng lên, cho nó nỗ lực, đừng có cho phung phí thời gian. Mà quý vị muốn làm được điều đó thật sự á, đối với cái người căn tánh cao á, thì họ có thể thường tự nhắc nhở mình, thường tự động viên mình. Còn riêng đối với bản thân chúng ta là như bản thân Nhuận Đại, thì Nhuận Đại lúc nào cũng đương lời chư Phật, chư Tổ để nhắc nhở mình. Còn quý vị thì nếu không có thời gian thì quý vị đeo tay phone nè, hoặc là quý vị đi làm công ty, xí nghiệp, rảnh rỗi bắt những công đoạn này lên nghe. Tự nhiên lỡ mình có muốn bê trễ, mình có muốn giải đãi, mình có muốn lười biếng, chán nản, hoặc là thối tâm, hoặc là sáng nay gặp một cái chuyện gì bực bội, sân si trong người, nghe những công đoạn này mình quay lại mình nói tương lai mình là người dân cực lạc, thôi buông xuống đi, tương lai mình giảng sanh thì mình được hạnh phúc, còn họ khổ đau, làm gì mình phải buồn họ, làm gì mình phải buồn họ. Có nghĩa là chúng ta cứ tập như thế quý vị. Quý vị cứ tập đi, quý vị cứ rèn luyện đi. Nhuận Đại nói với quý vị, khi quý vị được có cái tâm rồi là cái gì cũng xem nhẹ, và cái gì cũng nghĩ rằng
tương lai về Tây Phương Cực Lạc. Tập lâu ngày vài tháng rằng tự nhiên là mình an trú vào cái nguyện tâm, an trú vào cái danh hiệu Phật rồi thì tự nhiên mọi thứ nó xem nhẹ lắm quý vị. Cái chuyện gì qua cho qua rồi, cái chuyện gì qua cho qua. Cái này là gì vậy? Cái này là thành thói quen thôi, tập hàng ngày. Thì trở lại vấn đề ở đây, những đại nói thay vì chúng ta nghĩ mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, đôi lúc nhiều người cứ ngồi trầm tư suy nghĩ, rồi gọi là cái gì cũng khư khư là thôi sắp chết rồi tôi không muốn làm gì hết đó, sắp đọa địa ngục rồi tôi không muốn làm gì hết đó. Thì đôi lúc nhiều người ở đây Ấn Quang ngài muốn nói đó là chúng ta trân quý những thời gian còn khỏe, còn trẻ, còn tỉnh táo, trân quý những thời gian có được, hãy cố gắng mà niệm Phật để lúc lâm chung mà đọa lạc thì hối hận không kịp. Còn ở đây thì đôi lúc mà chúng ta ngồi chúng ta trầm tư suy nghĩ những thứ đó đó, đôi lúc nó trở thành một cái tiêu cực cho chúng ta. Thì ở đây ngược lại, những đại nói bây giờ trong cái thời đại bây giờ nghĩ cái điều đó đó đôi lúc dễ bị tiêu cực, thì ngược lại chúng ta nghĩ là tương lai được giảng sanh, chuyện gì qua cho qua, tương lai tôi về cực lạc tôi sẽ hạnh phúc, anh về chửi tôi, anh mắng tôi hoặc anh gây khó dễ cho tôi thì anh khổ đau, tôi phải thương anh chứ làm gì tôi phải ghét anh. Đó, chúng ta nghĩ như thế thì tâm tư nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó mở rộng tâm hơn. Còn mà để nghĩ gì cái chết, nghĩ gì địa ngục, đôi lúc nó sầu bi, nó khổ não, đôi lúc không khéo chúng ta nghĩ càng ngày tiêu cực á, đôi lúc trong tâm chúng ta nó không có niềm vui nữa. Còn chúng ta cứ nghĩ như những đại nói như thế là cái niềm vui nó có, mà mình cũng tinh tấn niệm Phật, mà cũng mình cũng thoải mái tâm tư nữa, thì cái này nó dễ áp dụng hơn, nó dễ áp dụng hơn. Ngài nói dùng tâm sợ hãi mà niệm Phật, ngài nói không có pháp nào mà hơn cái việc mà dùng tâm sợ hãi mà niệm Phật. Đó là ngài nói là đôi lúc chúng ta nghĩ chúng ta đọa địa ngục, rồi chúng ta nghĩ chúng ta sẽ sắp chết, biết đi gì đâu, sợ hãi mà niệm Phật. Thì ngược lại những đại nói lấy dùng tâm sợ hãi thì ngừng, chúng ta dùng cái tâm hân hoan vui vẻ mà niệm Phật thì nó dễ hơn. Gọi là hân hoan niệm Phật để về Tây Phương, gặp ai cũng A Di Đà Phật đều là bạn lành trên Tây Phương, gặp ai trở ngại khó khăn đều là gọi là những điều kiện để mình nhớ Phật niệm Phật về Tây Phương, gặp ai gây khó khăn trở ngại là điều kiện để tiêu trừ nghiệp chướng để về Tây Phương. Đó, mình xoay chuyển vậy nó dễ hơn, mình xoay chuyển như thế thì nó dễ hơn. Bởi vậy mong đại chúng buổi trưa quý vị đơn giản có thể nghe được những công đoạn này thôi, đơn giản là nghe được những công đoạn này, nó không câu xa mà nó lại gần gũi, nó thiết thực, chúng ta có thể vận dụng, chúng ta có thể áp dụng. Nhớ ở thế gian này còn ăn là phải còn làm thì phải còn suy nghĩ, nhưng trong cái làm cái suy nghĩ đó mong quý vị phải biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Chúng ta tập dần dần từ từ, tập niệm Phật cho nhiều, tập nhớ Tây Phương cho nhiều, tập bớt suy nghĩ những thứ lung tung, bớt suy nghĩ những thứ mà không lợi ích cho cái chuyện lúc lâm chung của chúng ta. Nói như thế nhưng mà quý vị phải nghe thường ngày rồi áp dụng thường ngày, thực tiễn trong cuộc sống, dần dần chúng ta sẽ làm được. Quý vị tin đi, chúng ta quyết tâm thì cái gì cũng có thể làm được. Đơn giản là niệm Phật là cái chuyện hồi xưa chúng ta nghĩ lung tung, nghĩ những thứ ở thế gian nhiều, những thứ không lợi ích nhiều, bây giờ chúng ta nghĩ lại Tây Phương Cực Lạc, nghĩ lại A Di Đà Phật, nó chỉ chuyển lại thôi. Tập dần dần thành quen từ từ, rồi chúng ta thấy là cái gì nó cũng dễ chứ nó không có khó đâu. Dễ không có khó đâu. Mong đại chúng buổi trưa nghe được những thứ này, cố gắng gây dựng tín nguyện với những đại và quyết chí đời này giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ha. Nam Mô A Di Đà Phật.